Anh ba nè, dạo này làm ăn dữ dội vậy mà sao mặt mày rầu rĩ dữ vậy anh ba? Hey, tại anh chưa có tìm được chiếc xe nào vừa phù hợp với túi tiền, lại vừa sang trọng tiện nghi, thích hợp với mấy chuyến đi xa vậy à? Hey, trời, tưởng chuyện gì, để bảy nói cho mà nghe. Hyundai Ngọc Phát đang có chương trình chào mừng hành trình 10 năm đồng hành cùng Hyundai, nên khuyến mãi cực hấp dẫn luôn anh. Tổng giá trị khuyến mãi lên đến 60 triệu đồng. Khi mua xe Hyundai Santa Fe hoặc Tucson, tặng ngay iPhone 11 Pro Max và một gói phụ kiện cao cấp, mà còn nhận được xe ngay nữa chứ. Gia đình em cũng vừa mới lấy một chiếc Santa Fe đó anh. Wow, thật vậy luôn hả Bảy? Dạ. Nghe hấp dẫn như vậy ta. Dạ. Đâu đâu, chú cho anh số hotline của Hyundai Ngọc Phát luôn đi. Dạ, đây, anh cứ gọi hotline 0908 972299. Nhân viên tư vấn nhiệt tình lắm nha anh. Mà anh nhớ là thời gian khuyến mãi chỉ kéo dài trong tháng này thôi nha anh ba. Ừ, anh gọi liền 0908 972299 đúng không? Dạ. Mua xe Hyundai Santa Fe hoặc Tucson, tặng ngay iPhone 11 Pro Max và gói phụ kiện cao cấp. Dạ. Cảm ơn Bảy nha. Để biết thêm thông tin chi tiết, có thể truy cập website hyundaingocphat.com. Hyundai Ngọc Phát, sự tận tâm nuôi dưỡng mối quan hệ bền vững. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh thành phố Long Khánh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668.